Trong movie của Gom, trận đại chiến giữa hai thời đại Showa cũng như Heisei đã nổ ra. DK lần mò theo dấu vết đến thế giới của Guy và phát hiện ra bí ẩn liên quan tới đứa nhóc mang tên Su. Anh đang điều tra về đứa nhóc này và tìm thêm mối liên hệ của nó cùng với những sự kiện đang diễn ra tại đây. Cũng như anh đã gặp lại người bạn thân của mình Narutaki và cuộc gặp gỡ của Kaioya Tsukasa cùng với Kaoru Guy. Cuộc hành trình lần này của Tsukasa là tìm lại những Rider Heisei, những kẻ mà anh coi là kiêu ngạo và vô cùng tự mãn nếu so với những Rider thời đại Showa, những người thật sự chỉ muốn bảo vệ chính nghĩa. Mặc dù cũng không quá nhiều Heisei Rider trở lại, nhưng những người đó thật sự cá tính như Sotaro của W hay Kaoru Fai. Tất cả bọn họ đều có cá tính riêng và đều là những con người đã kết thúc cuộc hành trình của mình và tiếp tục cuộc hành trình để gặp gỡ những rider khác sau series chính của họ, làm cho những cuộc gặp gỡ này vô cùng liền mạch, lời tri ân rất thích hợp với những người đã từng xem những series kể trên. Cuộc đụng độ lần này, DK cũng lần đầu tiên phải chạm mặt với kẻ thay thế vị trí của mình là Fitting. Hắn ta sở hữu chiếc lốc xích với sức mạnh của những rider từ Kuga cho tới tận Gaim, áp đảo hoàn toàn sức mạnh của DK, và lần đầu tiên anh phải chứng kiến một kẻ có sức mạnh thay đổi hình dạng với những rider khác tương tự như mình và áp đảo hoàn toàn anh trong mọi trận chiến mà họ va chạm với nhau. Mặc dù vai trò của anh là lớn, nhưng thực chất bộ phim này cũng là movie cho Gai và có quá nhiều rider từ Showa cho tới Heisei phải thay phiên nhau thể hiện, cũng làm lu mờ phần nào sức mạnh của DK. Và gần như đây cũng là movie cuối cùng trước khi anh xuất hiện trong Code Zero, vì những movie khác gần như anh ấy chỉ xuất hiện với vai trò là rider, và đúng hơn chỉ là được những sao effect cũ lồng vào người mặc suit DK mà thôi. Còn Kaioya Tsukasa cũng chính thức khép lại cuộc hành trình của mình sau khi gặp Fitting.